Anh nói lính Nga tức giận vì chiến đấu trong thùng nhôm. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng binh sĩ Nga bức xúc khi phải chiến đấu trong xe thiết giáp đời cũ mà họ mô tả là thùng nhôm ở Ukraine. Trong đợt phản công của Ukraine hồi giữa tháng 10, Nga mất tới 40 thiết giáp mỗi ngày, tương đương lượng trang bị của một tiểu đoàn. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình hình chiến trường Ukraine ngày 3 tháng 11. Cơ quan này nhận định các quân nhân Nga tham chiến tại Ukraine tức giận khi buộc phải sử dụng những chiếc xe chiến đấu bộ binh đời cũ mà họ mô tả là thùng nhôm. Thân vỏ xe thiết giáp đời cũ thường được chế tạo bằng nhôm để giảm trọng lượng, nhưng khó chống lại các vũ khí chống tăng hiện đại. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga trong những tuần qua dường như phải thu mua ít nhất 100 xe tăng và thiết giáp từ kho dự trữ của Belarus để bù đắp thiếu hụt tại Ukraine. Thiết giáp và pháo binh là mũi nhọn trong học thuyết quân sự của Nga, nhưng lực lượng của họ tại Ukraine hiện gặp nhiều khó khăn. Một phần do khó tìm nguồn cung đạn pháo, cũng như đảm bảo đủ lượng tăng thiết giáp thay thế. Báo cáo có đoạn, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về báo cáo của Anh. Phương Tây nhiều lần nhận định lực lượng Nga đối mặt với tình trạng thiếu hụt khí tài như tên lửa, đạn pháo và vũ khí cá nhân sau hơn 8 tháng triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nhà Trắng ngày 2 tháng 11 lặp lại tuyên bố rằng Triều Tiên bí mật cung cấp lượng lớn đạn pháo cho Nga sử dụng tại Ukraine. Bình Nhưỡng và Moscow từng bác thông tin tương tự. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 24 tháng 10 cho biết nhiều lần chứng kiến giới chuyên gia phương Tây cho rằng Nga sẽ sớm cạn vũ khí, nhưng khuyên họ đừng mất công trông chờ. Ông Medvedev tuyên bố tốc độ sản xuất khí tài và trang bị đặc biệt của Nga tăng gấp nhiều lần ở mọi lĩnh vực, trong đó có tên lửa, đạn pháo, xe tăng và UAV. Trong cuộc họp với các quan chức Nga phụ trách điều phối vật tư quân sự ngày 2 tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu liên tục cải tiến và duy trì hiệu quả vũ khí. Ông Putin cũng yêu cầu các nhà sản xuất phải tiếp thu ý kiến những người sử dụng, vốn hiểu rõ cách vật tư quân sự đáp ứng công năng ra sao, kể cả các bộ sơ cứu hay những thứ thoạt nhìn không quan trọng.